Kính thưa quý vị, với áng văn thơ tuyệt tác của thi hào Nguyễn Du, từ bậc trí thức tới bình dân, ai ai cũng đều biết cả. Tuy nhiên, dài nên chúng tôi phải phổ vào rất nhiều lối diễn ngâm, như ngâm lối tao đàn, ngâm lối nhà nho, bình văn, sa mạc, hò Huế, du em, chống quân, quan họ và hát chèo cổ. Để mong rằng khi quý vị thưởng thức khỏi thấy lê thê, Hồ Điệp cũng rất mong rằng sẽ được sự phê bình xây dựng của quý vị. Bộ kiều này được sự phụ họa của hai nhạc sĩ. Đây tiếng đàn tranh của nhạc sĩ Bửu Lộc. Và đây tiếng đàn độc huyền của nhạc sĩ Đức Thành. Tiếp theo tiếng tỳ bà của nhạc sĩ Bửu Lộc. Anh hoa pháp tiết xa ngoài, nhìn thu bạc mình một đời tài hoa. Tạo hóa đối với những bậc giai nhân tài tử xưa nay vẫn thường hay cợt nhau mà đem cái màu anh hoa phát tiết ra ngoài mình cho tỏ rõ tài hoa một đời, mà nhìn thu treo lên tấm gương bạc mình. Kính thưa quý vị, đoạn Trường Tân Thanh bắt đầu.
chị em Phú Kiều. Thank you.
Thank you.
ấy xưa là ca nhi. Nổi danh tài sắc một thì xôn xao ngoài cửa, thiếu gì Yến Anh. Thúy Kiều đi chơi xuân.